Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19h15 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chào đón hai người chơi. Hai người chơi ơi. Trời ơi. Xin chào, em là Hoàng Dũng, hiện tại em đang là ca sĩ tự do. Các bạn. Xin chào quý vị khán giả và anh Thùy Lập. Em tên Đoàn Bảo Ân và hiện tại em đang là diễn viên ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn với hai lĩnh vực khác nhau. Không biết là các bạn đã có chuẩn bị gì cho mình chưa? Em nghĩ ca dao tục ngữ là nó đã ăn sâu vô máu thịt của em rồi. Ồ vậy hả? Nhưng mà hồi còn đi học thôi, còn lớn lên thì em chưa biết. Là lúc đi học? Dạ. Vậy thì chúng ta đã sẵn sàng. Sẵn sàng ạ. Sôi động lên. Sẵn sàng. Bây giờ Lập sẽ đề cập về một vấn đề để chúng ta cùng nhau suy đoán chủ đề ngày hôm nay. Có một cái ông đó, ông thấy một cây ớt, cái ông mới bứng cây ớt đó đi. Và từ đó về sau, mỗi lần ông ăn ớt là phải ra chợ mua, chứ ông mới hái trên cây ớt đó. Rồi mình biết chủ đề của mình chưa? Vậy là nhân quả. Ô đúng rồi đó, nhân quả đó. Có nghĩa là những công việc mình làm ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ có một cái hậu quả hay là một cái thành quả gì đó ở tương lai. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nhân quả. Và bước vào vòng đầu tiên, vòng khởi động. Hai người chơi sẽ có nhiệm vụ bấm chuông để giành quyền trả lời. Sau khẩu lệnh hết của MC, nếu như trả lời đúng thì mình sẽ được 10 điểm. Đơn giản vậy thôi, không có gì phức tạp cả. Bây giờ chúng ta tập trung nha. Câu đầu tiên, điền từ còn thiếu vào thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Ở hiền thì lại gặp lành, những người ba chấm, trời dành phúc cho. À, hết mới được bấm nha. Dạ. Ở hiền thì lại gặp lành, những người ba chấm, trời dành phúc cho. A. Nhân hậu. B. Nhân từ. C. Nhân đức. Chưa có hết luôn á. Lần này là em. Sao mà bị vả gấp gáp quá vậy? Giờ hết nè. Đó, thấy chưa? Người ta nghe chữ hết là người ta bấm, người ta mới đúng luật, hiểu không? A. Nhân hậu ạ. A. Nhân hậu. Ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân hậu, trời dành phúc cho. Nhân hậu là đáp án của Bảo Ân. Đó là đáp án sai. Nhân hậu, nhân từ, nhân đức đều là những đức tính rất là tốt. Nhưng mà riêng cái câu ca dao này ông bà mình để lại chỉ có một từ duy nhất mà thôi. Hoàng Dũng trả lời. Vậy đáp án của em là C, là nhân đức. Nhân đức. Ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức, trời dành phúc cho. Và đó là đáp án chính xác. Mình đọc mình thấy nó có vần điệu hơn đúng không? Cái chữ phúc và cái chữ đức này nó có cái phần chắc á, nó thuận cái lỗ tai mình hơn. Đó chính là một trong những cái cách gieo vần rồi gieo nghĩa của ông bà mình là chắc góp không biết bao nhiêu năm để có được một câu này. Và 10 điểm dành cho Hoàng Dũng, chúc mừng Hoàng Dũng. Câu thứ hai, sắp xếp các từ bị xáo trộn thành một câu tục ngữ hoàn chỉnh. Cha ăn con đời, nước mặn khác đời hết. Xin mời Bảo Ân. Cha ăn mặn đời có khát nước. Đọc lại đáp án vừa rồi của Ân đi. Đời cha ăn mặn đời có khát nước. Chính xác. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. 10 điểm dành cho Bảo Ân. Cái đời cha ăn mặn đời con khát nước nghĩa là sao ta? Không biết là hai bạn ở đây có thể cắt nghĩa câu này được không? Theo em nghĩ câu này là đời cha mà làm những cái việc mà không tốt thì sẽ ảnh hưởng về sau đến đời con. Ừ, thì cái việc nhân quả nó không chỉ riêng của một mình mà nó còn từ đời của mình đến những đời con cháu nữa. Nên là cái việc mà mình sống tốt và làm những việc tốt ở cái cuộc đời này của mình nó còn ảnh hưởng về sau. Một cái lời khuyên răn của ông bà mình để lại qua cái câu này, đời cha ăn mặn đời còn khát nước. Đó là câu thứ hai. Bây giờ là câu thứ ba, câu quyết định thắng thua ở cái vòng 1 này. Tập trung, hết sức tập trung nha. Câu số 3. Đọc 3 câu ca dao tục ngữ thành ngữ có chủ đề về nhân quả. Đó, thấy chưa? Tôi chưa có nói hết đâu là bấm rồi. Bình tĩnh với Hoàng Dũng. Dạ. Phải tập trung hết tất cả mọi thứ về lời nói của MC. Bây giờ MC khi nào nói hết là nó hết.
Ủa tôi nói hết rồi đó, xong mày bấm đi. Phải tập trung nha. Rồi, xin mời Quang Vũ. Gieo gió gặp bão. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Chính xác, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Câu thứ hai. Bây giờ tới câu thứ ba. Gieo nhân nào gặp quả nấy à? Chính xác. 10 điểm dành cho Hoàng Dũng, chúc mừng bạn. Và sau vòng 1, chúng ta có kết quả gọn gàng như sau. Bảo Ân đang là 10 điểm và đang dẫn đầu là Hoàng Dũng 20 điểm, chúc mừng bạn. Chúng ta còn cái vòng thứ hai nữa. Vòng thứ hai này có tên là hình ảnh biết nói. Bây giờ hai bạn nhìn lên màn hình. Màn hình sẽ thể hiện một cái tấm hình nào đó, trong đó sẽ có chất chứa một cái nội dung của một câu ca dao, tục ngữ hoặc là thành ngữ. Nhiệm vụ của các bạn là phải bấm chuông thật nhanh nếu như biết đáp án đó là gì để trả lời. Bởi vì càng để lâu, những gợi ý sẽ được hiện lên và điểm sẽ ngày càng mất dần. Điểm cao nhất chúng ta đạt được là 50 điểm ha. Và mỗi lần một gợi ý hiện lên, chúng ta mất dần 5 điểm. Và bây giờ là thời gian của hình ảnh. Gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Chính xác rồi Bảo Ân ơi. Dễ à, dễ à. Mình nhìn là mình hình dung được liền mà. Do một chữ gậy nó đã hiện lên rồi nên số điểm của Bảo Ân có được là 45 điểm. Cộng với 10 điểm nữa, chúng ta có 55 điểm cho Bảo Ân ở vòng này. Thì cái câu gậy ông đập lưng ông này có nghĩa là gì? Mình làm một điều gì đó xấu bằng cái mưu kế của mình thì mình có thể gặp lại cái nhân quả đó. Vì người khác cũng có thể làm lại điều đó với mình. Ừ, đúng rồi, cái này được hiểu sâu xa hơn á. Lập cũng rất là đồng tình với lại cái ý kiến của Dũng. Khi mà chúng ta có những cái mưu mô nào đó, hoặc là chúng ta có những cái kế hoạch gì đó nó không được tốt đẹp, ảnh hưởng người khác, nhưng mà cái kế hoạch đó vô tình nó cũng làm ảnh hưởng mình luôn. Đó là cái ý nghĩa sâu xa của cái câu gậy ông đập lưng ông. Và sau vòng thứ hai chúng ta có kết quả như sau. Quang Dũng vẫn bảo toàn 20 điểm từ vòng 1 và 55 điểm cho Bảo Ân. Xin chúc mừng Bảo Ân. Và bây giờ tới vòng thứ 3. Vòng thứ 3 này sẽ làm cơ hội cho tất cả các bạn chiến thắng hoàn toàn trong cuộc thi ngày hôm nay. Là bởi vì sao? Chúng ta sẽ được ghi điểm tuyệt đối là 100 điểm, hoặc là sẽ có gợi ý của chương trình thì lúc đó còn 50 điểm. Cho dù 100 hay là 50 thì một trong hai cũng có cơ hội chiến thắng. Với điều kiện hai bạn sẽ phải xem một tiểu phẩm. Trong tiểu phẩm của cậu ba cô bảy, cậu ba cô bảy sẽ diễn những cái tình tiết hoặc là những cái hoàn cảnh gì đó, trong đó gửi gắm những cái câu ca dao tục ngữ. Mình phải thực sự lắng nghe, ghi nhớ để sau đó rút kết ra được một câu ca dao tục ngữ hoặc là thành ngữ nào đó khớp với chương trình đưa ra. Khi mà xem xong tiểu phẩm, MC nói hết thì mới được quyền bấm chuông nghe. Cái này là tôi nhắc lại thêm một lần đó. Và sau khi hết rồi, bấm chuông rồi, trả lời được 100 điểm. Còn nếu như chưa có đáp án, có gợi ý chương trình được 50 điểm như Lập đã nói. Hiểu rồi ha. Và bây giờ là thời gian của tiểu phẩm. No rồi thì thôi ngưng đi. Cố làm gì vậy? Thôi, để tôi gán ăn cho hết để bỏ tội á. Ừ, vậy ăn đi. Ngưng đi, năn nỉ bà luôn á, bà ngưng đi. Tiếc quá à. Tiếc cái gì? Đang không nổi rồi thì thôi, tiếc. Dạo này á, tôi thấy tôi làm sao á. Bạn sao? Tôi ăn á, tôi ăn quá trời luôn. Mà tôi thấy tôi không có no gì hết trơn á. Thiệt, tôi bị gì ta? Ê, nói nghe nè, có khi nào á, là cái bao tử tôi nó bị gì không? Ừ. Chưa kể nữa, nếu như mà tôi ăn á hả, tôi ăn rồi tôi mập, không muốn được đâu. Vậy rồi sao lấy chồng? Thôi, mấy cái chuyện này đâu phải tôi chưa nói với bạn bao giờ đâu. Lúc nào cũng kêu cái món hả, dầu mỡ, rồi còn kêu nhiều nữa. Ăn cho lắm vô, rồi bắt đầu than. Bà than rồi bắt đầu bà lo. Lắm lúc hả, tôi muốn nói thiệt với bạn lắm luôn á. Nè, mỗi lần bạn lo á, bạn than, tôi thấy phiền lắm. Thiệt, sợ nói ra bạn giận á. Ủa, thì dù gì tôi cũng sợ bỏ tội phí. Tội gì? Mình tội phí nhưng mà nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, hiểu không? Rồi sau này bị cái bao tử rồi sao? Tốn tiền à. Ê,
ông nhắc tới sức khỏe tôi mới nhớ nha. Tại vì á, tôi thấy hả, dạo này tôi cũng hơi mệt mệt á. Đó, bắt đầu rồi đó. Mà tôi không hiểu là tôi đâu có làm gì nặng đâu mà sao tôi cứ mệt mệt hoài à. Đâu nặng đâu, bà ăn riết cái bụng của bà nặng á, mai mốt có dư thì đem về cho gà vịt đồ ăn. Thôi về, không ăn nữa. Ủa, tính tiền chưa? Rồi, về. Nói gì nhớ đi ạ. Ôi trời đất ơi, chưa tính tiền mà nó tính rồi. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, tôi chủ quán nè. Mình xong tiểu phẩm rồi đó. Ê, tôi chưa có nói hết nữa là cứ bấm chuông rồi. Lúc nào cũng vậy hết trơn á. Khoan bấm nha, bây giờ mình phải phân tích trước nè. Từ nãy tới giờ là qua những câu thoại của hai nhân vật, không biết là hai người chơi của chúng ta đã nắm bắt được những thông tin gì rồi. Em cũng thấy sơ sơ về đồ ăn. Đồ ăn bỏ hơi nhiều. Còn gì nữa? Em chỉ thấy ăn no rồi bể bụng thôi. Hết nè. Ai có đáp án trả lời. Cô gái thì cứ ăn hoài, rồi xong rồi là cứ bị tức bụng. Rồi chàng trai nó một hồi, cái cô gái cũng bắt đầu hoang mang. Rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia, cảm giác không được yên tâm á. Đó. Em nghĩ ra được cái câu là mình làm việc không tốt á, thì là mình cứ sợ, mình cứ hoang mang, mặc dù mình cũng không có làm. Nhưng mà em không nhớ được cái câu đó là gì thôi. À, mình chỉ mới diễn giải được bằng lời nói thôi đúng không? Chứ chưa biết cái câu ca dao hoặc là tục ngữ hay là thành ngữ nó chính xác như thế nào đúng không? Bảo Ân, có đáp án chưa? Ừ, anh no rồi trả lời đi. Ăn no bể bụng. Ăn no bể bụng. Đúng được chữ ăn và chữ no. Nhưng mà không phải là ăn no. Bây giờ sẽ có gợi ý của chương trình nha. Còn 50 điểm nha. Và đây là gợi ý của chương trình. 3 chấm hay no, 3 chấm hay phiền. Hết. Mời Bảo Ân. Ăn hay no, nói hay phiền. Ăn hay no. Chưa chính xác. Em chốt câu trả lời là ăn lắm hay no. Còn chữ hay phiền, 3 chấm em chưa nghĩ ra. Hai người chơi của chúng ta đã không có đáp án cho cái câu trả lời này. Và đáp án của chương trình đó chính là ăn lắm hay no, lo lắm hay phiền. Đúng một cái chuyện đương nhiên thôi, mình ăn nhiều hay mình no, đúng không? Cho nên là mình ăn thì cũng ăn phải từ tốn. Còn cái việc mà lo lắm hay phiền, nó sẽ rất là đúng đối với những người hay suy nghĩ. Nhiều khi chuyện không có gì hết trơn á, cái mình suy nghĩ, mình suy cái này luận cái kia đủ thứ quá, đâm ra cái mình lo lắng quá đi, cái mình có cuộc sống không có an yên. Rồi bản thân em cũng là người hay nghĩ. Người khác nhiều khi người ta chỉ nói một câu là bà em nghĩ. Mình đa sầu đa cảm. Đa sầu đa cảm. Và đó chính là vòng thứ 3 của chúng ta. Và với vòng thứ 3 này, hai người chơi không chinh phục được. Và chúng ta có kết quả như sau. 20 điểm cho Hoàng Dũng. Và người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Bảo Ân với 55 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Xin mời hai bạn bước bên đây ạ. Đây, tuy là chúng ta không chinh phục hoàn toàn hết tất cả những câu hỏi của chương trình, nhưng chúng ta đã có những cái khoảng thời gian học thêm rất là nhiều những câu ca dao tục ngữ liên quan đến nhân quả. Thì đối với chương trình này, không biết là cảm nghĩ của hai bạn như thế nào? Em cảm thấy em được đào sâu và tìm lại những cái kiến thức về ca dao tục ngữ thời cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì. Và em được học hỏi thêm rất nhiều câu ca dao tục ngữ. Qua chương trình thì em có thể nhớ lại một phần của tuổi thơ mình được học, được dạy dỗ những câu đó. Nó răn dạy chúng ta có thể sống tốt đẹp hơn. Em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em để mà có thể học hỏi và trau dồi thêm về những cái văn hóa của Việt Nam mình. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì đã đến với chương trình. Và cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn dành thời gian theo dõi, ủng hộ. Và đừng quên chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ của chúng tôi luôn được phát sóng vào lúc 19h15 và mỗi tối thứ 3 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra khi đến chương trình Dương rất là vui vì mình lại ôn lại những câu ca dao tục ngữ mà lúc trước mình đã học. Chủ đề hôm nay nó nói về vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Cái này khó nha. Mấy cái đơn giản như là về trái cây, ẩm thực hay là thú nuôi, động vật nội thì nó dễ.